Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141, chương trình chuyên biệt về an ninh trật tự do Đài Hà Nội phối hợp với Công an thành phố thực hiện. Ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, tại phiên tòa sáng nay, sau khi các bị cáo vụ án nói lời sau cùng, hội đồng xét xử cho biết do tính chất phức tạp của vụ án nên thời gian nghị án sẽ kéo dài. Dự kiến sẽ tiến hành tuyên án với 54 bị cáo vào 14 giờ ngày 28 tháng 7. Trước đó, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa, một số bị cáo cho rằng hành vi nhận tiền của mình là do các doanh nghiệp cảm ơn sau khi thực hiện thành công các chuyến bay giải cứu. Viện Kiểm sát xác định đây là việc đánh tráo khái niệm cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra tiền lệ xấu cho xã hội. Do vậy, cần phải nhận thức đúng để loại bỏ văn hóa phong bì ra khỏi đời sống xã hội. Trong nhóm nhận hối lộ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Những ngày tiếp theo, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm đối đáp lại các quan điểm bào chữa, trong đó có đề xuất với hội đồng xét xử mức án mới dành cho một số bị cáo theo hướng giảm nhẹ hơn. Thống kê trong năm 2022 đã có gần 1,6 triệu lượt email, tin nhắn văn bản tấn công nhắm vào doanh nghiệp và hơn 16 triệu vụ nhắm trực tiếp vào người dùng Việt Nam. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn đang diễn ra phổ biến nhằm kích hoạt các hệ thống lừa đảo khi người dùng vô tình mở các email, tin nhắn có mã độc. Các cuộc tấn công này thường liên quan đến việc sử dụng email, tin nhắn văn bản hoặc trang web lừa đảo. Được thiết kế để lừa người nhận tiết lộ các thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ Visa. Theo báo cáo của Kaspersky, tập đoàn công nghệ chuyên phát triển phần mềm bảo mật và các giải pháp an ninh dữ liệu cho biết, trong năm 2022, tổng số email độc hại bị hệ thống anti-phishing của công ty ngăn chặn thành công là 17,8 triệu lượt, trong đó có 1,57 triệu lượt tấn công nhắm vào doanh nghiệp và 16,23 triệu lượt còn lại nhắm vào người tiêu dùng tại Việt Nam. Tội phạm mạng vẫn đang tiếp tục phát triển với những chiêu thức lừa đảo mới, đòi hỏi các doanh nghiệp cũng như người dùng cá nhân phải thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ dữ liệu quan trọng của cá nhân. Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị đã xác minh được danh tính của lái xe gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 6, đoạn đi qua xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Trước đó, vào khoảng 21 giờ đêm ngày 20 tháng 7, xe ô tô mang biển kiểm soát 29A00357 do lái xe Bùi Văn Nam, thường trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, điều khiển. Khi đang lưu thông thì bất ngờ lấn làn, lao sang hướng đối diện, đâm vào một xe máy chở 3 người. Sau đó, chiếc xe này lại tiếp tục kéo lê xe máy và 3 nạn nhân khoảng 10 mét thì mới dừng lại. Vụ va chạm đã khiến 3 người phụ nữ trên xe bị thương và được đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, 2 xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện, Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát camera khu vực hiện trường và rà soát nhân chứng để làm rõ nội dung diễn biến vụ tai nạn. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận hàng loạt ca ngộ độc thuốc lá điện tử. Điều đáng nói là sau khi xét nghiệm các mẫu này đều chứa từ 4 đến 5 chất ma túy thế hệ mới. Với nhiều kiểu ngụy trang, dễ sử dụng, dễ mua, ma túy tổng hợp đang tìm cách chui sâu vào học đường và trẻ hóa đối tượng sử dụng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, gây hệ lụy nặng nề cho xã hội. Bệnh nhân này được nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng buộc phải chỉ định lọc máu. Trước đó, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử nhiều năm. Một tuần trở lại đây, bệnh nhân trải nghiệm một loại thuốc lá điện tử mới và xuất hiện ảo giác, sức khỏe giảm sút, mất ngủ. Kết quả xét nghiệm trong mẫu tinh dầu thuốc lá điện tử mà bệnh nhân đã sử dụng phát hiện 5 loại ma túy tổng hợp thế hệ mới. Còn bệnh nhân này cũng nhập viện trong tình trạng xuất hiện ảo giác, mê sảng. Trước đó, bệnh nhân đã thử nghiệm một loại thuốc lá điện tử được giao bán trên mạng. Em thấy tò mò trên mạng và em thấy sự tràn lan ấy, tràn lan nên là em mua thuốc về nên là sử dụng một lần nghiện. Tôi đã theo dõi và tôi bắt được. Tôi cũng đưa cái thuốc lá điện tử đấy đến cho bác sĩ người ta xét nghiệm cho nó như thế nào. Thời gian qua, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận liên tiếp các ca ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Theo các bác sĩ, có khoảng hàng trăm chất ma túy thế hệ mới được tạo ra liên tục, gây khó khăn cho các phòng xét nghiệm hàng đầu hiện nay. chắc chắn trước mắt chúng ta đã thấy là đó là những chất có tác dụng kích thích cực mạnh lên thần kinh, tâm thần, lên tim mạch, thậm chí lên đa cơ quan. Vì nó đã gây tổn thương đa cơ quan, suy đa cơ quan cấp tính và chúng ta ngay cả chuyên ngành cấp cứu hồi sức chống độc đã chứng kiến. Ở trên thế giới có loại ma túy nào thì ở Việt Nam cũng sẽ có loại ma túy đó. Có nhiều cái chủng loại ma túy mới, do vậy cũng rất khó khăn trong cái việc giám định thời gian lâu và các cái mẫu so sánh. Cuộc chiến chống ma túy đã và sẽ phải là cuộc chiến quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Sự phối hợp của công an, gia đình, nhà trường, địa phương sẽ là thành trì vững chắc trong việc bảo vệ an toàn cho con em mình trước cám dỗ, giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chỉ trong vòng 2 tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 2 vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong. Đây đều là những hộ kinh doanh kết hợp để ở. Điều này đang làm gióng lên hồi chuông cảnh báo về mất an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này. 5 giờ sáng ngày 8 tháng 7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ngôi nhà trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Ngôi nhà bị cháy được xác định có 4 tầng, một tum trong ngõ sâu. Nhà ở này kết hợp kinh doanh về ngành nêu với nhiều hóa chất bên trong khiến ngọn lửa lan ra nhanh chóng. Lửa nhanh lắm, nó cứ nổ như bom luôn, nó cứ bùm 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 mà nó nổ liên tục luôn. Ta làm cửa nó chắc lắm, đến cứu hỏa đến thì ta phá cửa không phá được mà. Thế là mấy anh em ở đấy thì cùng là múc nước, cầm bình quả với ly, có 4 cái này xịt rồi có 2 cái thôi. Do nằm phía bên trong con phố nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận tận nơi nên công tác cứu hộ cứu nạn và chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Khu vực trong nhà chật kín đồ đạc, hàng hóa, chỉ có lối vào nhỏ. Dù đã huy động tới 7 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ, nhưng phải đến hơn 2 giờ kể từ khi phát hiện thì đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi tính mạng của 3 thanh thiếu niên trong gia đình. Còn tại thôn Ngã Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhiều người đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy cửa hàng kinh doanh xe đạp điện Ánh Dương. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19 tháng 7. Theo kết cấu, ngôi nhà có tường ngoài 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, mái lợp tôn. Lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72, bố trí cửa cuốn. Người dân đã sớm phát hiện đám cháy, thế nhưng công tác chữa cháy ban đầu gần như không đạt hiệu quả. Lúc ấy bọn em hô hào chạy hết ra ngoài, gõ cửa xung quanh chạy ra ngoài và gọi liên lạc luôn với chủ nhà, nhưng mà đã thuê bao cũng gọi luôn xe cứu hỏa tới rồi thì tầm khoảng 15 phút là xe tới, nhưng mà ngọn lửa này nó lan nhanh. Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế, không gây cháy lan, thế nhưng toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Nghiêm trọng hơn, 3 người trong gia đình đã tử vong. Cả 2 vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này đều xuất phát từ nguyên nhân chập điện. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội, số lượng các vụ cháy nguyên nhân do sự cố hệ thống điện, thiết bị điện chiếm khoảng 60%. Nguy cơ xảy ra quá tải, cháy chập cũng tăng theo số lượng thiết bị trong hệ thống sinh hoạt, đặc biệt tại các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Qua công tác kiểm tra cũng như công tác quản lý của chúng tôi nhận thấy là cái ý thức của người dân, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ lẻ về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, trong đó có an toàn phòng cháy sử dụng điện thì còn lơ là, chưa quan tâm, đặc biệt là công tác chủ quan trong việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống đường dây điện, thiết bị bảo vệ điện và thiết bị tiêu thụ điện. Đám cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thường có diện tích cháy không lớn, thế nhưng thiệt hại về người và tài sản thì lại hết sức nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi người dân phải coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cảnh giác hơn nữa với hỏa hoạn, đặc biệt là trang bị những kỹ năng xử lý khi đám cháy xảy ra cho các thành viên trong gia đình, bổ sung các thiết bị phòng cháy chữa cháy, dụng cụ phá rỡ để kịp thời xử lý. Có như vậy, những hậu quả thương tâm mới được kéo giảm. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 141 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn xem lại chương trình, quý vị hãy tải app Hà Nội On để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật về an ninh trật tự của chúng tôi. Hoặc quý vị có thể truy cập vào website hanoionline.vn, các nền tảng số như YouTube, Facebook của Đài Hà Nội để xem lại chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.